Rồi xin chào anh em nha. Hôm nay mình có được hai cái sườn quay A100 với quay A110 nha anh em. Hai cái sườn quay A100, quay A110, hàng bao đẹp cho anh em luôn. Nó có là chắn ba, bình xăng đồ đầy đủ luôn nha anh em. Còn rất đẹp, không bao anh em là không mục, không lủng, không gỉa bát gì nha. Còn khá đẹp nha anh em. Đây, cái quay A100 là nó có chắn ba đồ đầy đủ luôn. Chắn ba zin luôn nha. Toàn bộ là đồ zin hết, chắn ba zin, bát bọng được còn đầy đủ. Mà bát bọng rồi không có bị gãy gì hết nha anh em, không bị gãy ốc gãy gì hết. Sườn này giờ anh em nào mà đi dùng nước mặn rồi hư sườn anh em mua về anh em xài nha anh em, gắn vô rất là ok luôn, không bị gãy mục gì hết nha. Nè bát đồ còn nguyên hết nè, dạ là dưới là không có mục nha, không có mục lủng gì hết trơn á, hàng bao đẹp cho anh em. Đây sườn nước sơn còn cũng khá có đẹp nha anh em, không bị mục lủng gì hết. Cái này giờ mình rửa lại nha, cái này giờ mình rửa lại là sạch trơn nha, tại cái này mình không có rửa nè. Đây mình mua trên bãi làm sao thì giờ anh bán cho anh em vậy luôn, mình không có rửa nè. Ốc này là không có bị lỏng bị hư gì hết trên dưới luôn. Có bình xăng luôn nha anh em, bình xăng lớn zin, không biết làm sao mà nó sơn cái nắp này vàng, ốc zin toàn bỏ hết, ốc zin luôn nha anh em, còn ốc zin đầy đủ. Anh em giờ không có bị mục lủng gì hết nha. Có bát yên luôn nha anh em, bát yên sao có đầy đủ. Này giờ anh em chỉ cần rửa sơ lại là lắp ráp vậy thôi, rất là đẹp nha. Cái lường vàng lường nó dưới vậy mà nó không có bị mục luôn nha anh em. Cái này là xài rất là ít, để không có bị nước mặn gì hết, không mục gì hết, rất đẹp nha. Bát bọng được còn đầy đủ hết nha anh em, giờ anh em khỏi cần hàng chế gì lại nữa, mất công tốn thời gian nè, không có gãy một con ốc nào hết từ trên tới dưới. Ba anh em là sườn đẹp nha, không công không quển. Rồi cái sườn này thì bán cho anh em với giá là 900k nha, 900.000, đầy đủ y như hình vậy nha anh em. Nó có làm sao thì mình để cho anh em y vậy luôn nha. Đó, dây xăng dây bọng gì nó có làm sao thì mình để cho anh em y vậy, mình không lấy gì lại hết. Mà gồm cái sườn, bình xăng, chắn ba đồ, bán cho anh em với giá là 900.000 nha. Rồi tới cái sườn quay 110 nha anh em. Quay A110. Cái sườn này thì bao đẹp cho anh em luôn, đẹp keng xà beng luôn nha anh em, rất đẹp. Bó xăng này anh em gồm nó y như mới luôn. Nắp bình xăng, bình xăng đồ đầy đủ nha. Nói chung là cái sườn này rất đẹp luôn nha anh em. Đó, nước sơn can xà beng luôn, không có gì mà xấu hết nha anh em. Bát bọng rồi đầy đủ. À, cái chắn ba này anh em dùng như mới luôn nha anh em. Nói chung là đồ này mình mua trên bãi như sao là về anh bán cho anh em y vậy luôn, không có tháo gì ra hết. Nè, ốc tán nè, quá đẹp. Chắn ba thì y như mới luôn. Trên này xe này đời cao nha anh em, đời rất là cao. Bát bọng rồi còn đầy đủ hết nha, không có bị gãy gì hết. À, em giờ mà từ trong ra ngoài cái nào cũng đẹp hết. À, em giờ mà bát gấp nè, quá đẹp nha anh em. Rồi cái cặp cái sườn này mình bán cho anh em với giá là cũng 900.000 nha anh em. Anh em nào mua thì cứ việc alo cho mình nha. Số điện thoại mình có để phần mô tả đó nha anh em. Bên mình ship code toàn quốc nha. Chứ mấy cái sườn này tiền ship nó cộng trần, tiền ship nó hơi cao nha anh em. Để mình nói luôn, tại vì lúc trước mình cũng có ship rồi. Nó là 180.000 một tiền ship đó nha anh em.
tiền ship là 180.000 một cái sườn, bởi vì nó rất là nặng nha anh em, nó tới 20 mấy ký, 30 ký lận, bởi vì 20 mấy ký lận nha anh em, bởi vì tiền ship nó hơi cao, 180.000 nha, 180.000 tiền ship với cộng vô tiền đồ là 900.000 nha anh em. Rồi anh em nào mua thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha, số điện thoại mình có để dưới phần mô tả đó nha anh em, anh em nào mua thì cứ alo cho mình, ship code toàn quốc được, kiểm tra hàng rồi máy thanh toán nha anh em. Rồi cảm ơn anh em tin tưởng ủng hộ mình nha.